Rồi, xin chào toàn thể tất cả các anh em xem kênh. Thì hôm nay thì cũng là ngày 17 tháng 17 hay 18 em cũng không nhớ lịch rõ chuẩn ấy. Thì 17 18 tháng tháng 10 âm lịch thì ngày 15 vừa giờ là em không làm video và cũng như trong vườn ấy, thì là em bỏ qua cái cữ bón phân hữu cơ vì lý do thứ nhất là bận mải. Và thứ hai nữa là em muốn dồn vào tầm khoảng 20 năm âm lịch tháng này thì em sẽ bón một cữ phân NPK gọi là kết thúc cuối cùng để cho những cái mai trong vườn này, để cho cái nụ để cho nó nhanh nở, mau nở và nó căng thêm tí nữa để trước khi vặt lá cách khoảng 10-15 ngày là em mà vặt lá. Thì trở lại cái vấn đề là vặt lá mai thì thời điểm này thì em cũng đề cập trong cái vấn đề video của cái video trước rồi. Thì như anh em được biết ấy, thì vấn đề em lại nói lại một lần nữa là vấn đề là vặt lá thì mỗi một cây và mỗi một anh em chăm sóc, thứ nhất là cái vấn đề kỹ thuật và vấn đề chăm sóc nó đã khác nhau rồi, và vấn đề thứ hai nữa là vấn đề vặt lá thì mỗi người có nhận định một cách vặt lá khác nhau. Thì cũng tùy theo cây thôi anh em ạ. Thứ nhất là giống này, thứ hai nữa là thể trạng của từng cây, thì chỉ có anh em theo dõi thì mới biết được cái vấn đề là anh em quyết định vào vặt lá. Thì em cũng chia sẻ cho cái giai đoạn của vấn đề vặt lá của Nam Mai Miền Bắc thì nó không chính xác chuẩn 100%, mà em cũng dự đoán trong cái khoảng thời gian là từ ngày mùng 5 tháng 11 và kết thúc ngày 20 tháng 11 âm lịch. Đấy là cái gọi là cái lịch ở trong vườn nhà em. Vì sao lại em lại không vặt hết một ngày mà lại em lại nẻ tẻ ra, thì đến đây video này em sẽ phân tích cho các bác. Thứ nhất là em có nói rồi, tùy theo thể trạng của từng cây, ví dụ như tùy theo cái sự phát triển của từng cây. Đây, em ví dụ như cây kia đấy, nó phát triển cây đấy là cây cực cực sung, lá nó vẫn là đang xanh mướt và cây này nó chuyển sang màu vàng này. Đấy, hai cây này đảm bảo với anh em là cái sự sinh trưởng của nó đã khác nhau hoàn toàn. Và thứ hai đấy là cái sự sinh trưởng, và thứ hai là cái do giống. Giống thì em đã theo dõi và gọi là rút ra kinh nghiệm, thì giống mai dảo ở miền Bắc chịu ảnh hưởng của lạnh thì nó sẽ nở sớm hơn. Đối với những cây mai cúc, là nhiều cánh thì chắc chắn là cái thời gian ở miền Bắc ấy. Nhưng ở cái vùng miền khác thì anh em đã căn cứ được cái vấn đề là mai cúc nó nhanh nở hơn là mai dảo. Nhưng ở miền Bắc thì mai dảo nó sẽ nở nhanh hơn mai cúc, vì mai cúc nó nhiều cánh và cái độ rét nó có, thì đâm ra là cái độ nở của cái ngày nó sẽ kéo dài hơn mai dảo. Đấy, thứ nhất là giống, thứ nhất là như vậy, thứ nhất là phát triển của từng cây, và thứ hai là giống, và thứ ba nữa là chỉ có anh em được mới biết được cái cây của mình nó phát triển ra sao và nó sung như thế nào. Thì anh em có thể là căn một vài năm rồi thì anh em căn có thể là cái cây này năm ngoái nó nở muộn, nó nở sớm, ví dụ như nó sung nó nở sớm, nhưng cây này nó lại nở muộn so với cây này khoảng tầm 5-7-10 ngày. Đấy, thì anh em đến đây thì anh em đã phân tích, em đã phân tích rất rõ những cái video trước. Đấy, vì sao là em phải vặt lá là trong cái giai đoạn là cách nhau là từ mùng 5 và đến kết thúc vào ngày 20 tháng 11. Đấy, thì và vấn đề tiếp nữa đó là cái nụ do lụ nữa. Anh em đừng cứ tưởng là đỏ là chín đâu nhá. Đây, ví dụ như cái nụ này, nụ to này, nhưng em nói với các bác là chưa chắc đã nở nhanh bằng cái nụ nó nhỏ hơn một tí đâu. Đấy, vấn đề này là vấn đề tiếp theo nữa này. Vấn đề tiếp theo này thì có những cái cây mà nụ nó bé hơn cây này, nó không tròn đầu, nó bé, nhưng mà khi vặt lá xuống thì nó lại nở nhanh hơn cái thằng nụ to tròn đầu này. Đấy, đến đây là anh em phải nắm được cái vững được cái vấn đề cái cây của mình thì nó mới rõ được. Và tiếp theo nữa, do giống này, do thể trạng này, này do nụ này. Đấy, và cơ bản nhất là anh em căn được cái cây của mình đã thuần rồi thì anh em mới rút ra được cái kinh nghiệm từ năm trước đến năm này. Ví dụ như năm này, năm ngoái cây này có thể là anh em vặt lá vào ngày mùng 1 tháng 11. Nó nở gần như là không phải là chuẩn Tết, nhưng mà nó tầm khoảng là 20 tháng 11 à 20 tháng tháng Chạp bắt đầu nó nở lác đác rồi. Đấy, thì năm nay nó ấm thì anh em lại nuôi cho em một tí, chẳng hạn như là nó tùy theo thời tiết hàng năm. Nó thuần cây rồi nhá. Năm ngoái là mùng 1 tháng 11 nó vặt, anh em vặt đến tầm 20 tháng Chạp là bắt đầu nó nở, thì năm nay anh em có thể là nuôi lại cho em tầm khoảng 7 đến 10 ngày anh em vặt
đấy, nó lại tùy theo cái thời tiết của hàng năm nữa. Đấy, đây này em đang phân tích mổ xẻ trong cái vấn đề là vặt lá để nở tự nhiên nhé. Đấy, thì anh em thì em cũng chia sẻ cho anh em là một cái số điều này gặp trong cái tình trạng là như thế. Có rất nhiều cây nụ nó bé thôi nhưng mà nó lại nở rất nhanh hơn so với những cây mà độ to. Đấy, nó còn tùy theo cái độ sung của nó nữa và độ thuần của thời tiết nữa. Đấy, anh em đến đây thì anh em đã hiểu rồi đúng không? Thì thế, thì như thế này, anh em đã rút ra được cái kinh nghiệm của năm ngoái rồi. Thì cái cây này, cây đó, anh em ví dụ như em ví dụ một cây rồi thì anh em vặt lá như thế rồi. Giờ anh em so sánh chẳng hạn như là cây này, cây này thì cùng một cái giống đấy, em đang nói cùng một giống cúc hoặc giống giả đi, nhưng mà cây này nó sẽ nở muộn hơn cây này so với cây này khoảng 7-10 ngày. Thì năm này anh em cũng rút ra kinh nghiệm là anh em vặt lá có thể là bằng cái cây này để cho nó kịp tiến độ nở so với cây kia. Đấy, thì nói chung là mỗi cây nó có một cách, nó có một cái độ sinh trưởng khác nhau, và chỉ có anh em mới biết được cái vấn đề là cây của anh em phát triển ra sao thì anh em quyết định vặt lá. Vấn đề vặt lá thì em đã chia sẻ có các video, và như cái video này, như video này thì em sẽ nói cho anh em phân tích chính xác về vấn đề cái nụ. Cái nụ thì chúng ta phải căn, chẳng hạn như là bây giờ là anh em mới chơi đi, chẳng hạn anh em mới chơi mà chưa căn được thì anh em có thể năm nay anh em trải nghiệm bằng cách nhà anh em có tầm khoảng chẳng hạn như 3, 4 hoặc 5 cây thì anh em lại vặt lá kiểu này đầu tháng là 11 tháng 1 âm lịch, đầu tháng 11 ấy, có 1 tháng 11 âm lịch anh em vặt cho em một cây bé, cây nụ bé đấy, đấy đúng không? Thì ví dụ như là anh em có 2 cây, có 5 cây đi, thì anh em vặt cho em một cây nụ bé ngày mùng 1. Đấy, ngày mùng 5 anh em vặt cho em một cây nụ bé đi. Đấy, ngày mùng 10 anh em vặt lá cho em 1 đến 2 cây nụ vừa vừa, và ngày 15 anh em lại vặt cho em một cây cây mà nụ nó to. Đấy, nụ nó to, nụ to là nụ nó tròn đầu này, này anh em này. Đấy, nụ nó tròn. Như cây này là nụ nhọn đầu này. Đấy, thì với anh em trong nhà có tầm khoảng 5 7 hoặc 10 cây thì anh em vặt lá theo cái quan sát cái nụ trên cây, và anh em có thể là theo dõi cái hàng năm nó nở ra sao rồi thì anh em vặt lá. Xong đó là anh em vặt cắt quãng như thế, chẳng hạn như là gặp cái thời tiết nó không mong muốn, ví dụ như ấm thì chúng ta lại có cây nọ cây kia. Đấy, cây thì nó sẽ không nở hàng loạt được đúng không? Thì anh em đã ví dụ cây này nó nở trước nó không kịp Tết chẳng hạn như vậy thì đã có cây khác nó gối theo. Đấy, thì vào thời tiết rét có cây chẳng hạn như cây vặt trước nó nở sớm, nó nở trước thì anh em vẫn có cây chơi Tết. Đấy, gặp rét, gặp những cái cây mà anh em vặt muộn sau cùng ấy thì nó chưa kịp thì anh em vẫn có cái phương án dự phòng là anh em là cho vào ủ nhiệt, ví dụ như vậy. Ví dụ như đến tầm tháng đầu tháng 12 âm lịch chẳng hạn như là vài mùng 5 mùng 7 cái cây mà anh em vặt trước ấy mà nó phát triển ok rồi thì anh em ngoại ra, không phải quan tâm đến nó nữa, thì là cảm thấy ok ổn rồi. Còn cây nào mà nó không phát triển, nụ nó chưa mung quả chấu thì lúc đấy là cái phương án dự phòng là phương án cuối cùng là anh em mà cho vào lò cho anh em ủ nhiệt. Đấy, thì trong cái vấn đề là vặt lá cách quãng theo từng ngày mà từng nụ như thế thì chúng ta không có cây nọ thì có cây kia để chúng ta chơi. Anh em hiểu rõ vấn đề đấy chưa? Đấy, thì còn bàn về vấn đề ủ nhiệt thì trong cái vấn đề vặt lá trong cái giai đoạn tháng 11 thì anh em không phải cần quan tâm nhé. Thì ủ nhiệt thì em cũng nói rất nhiều rồi, thì hàng năm là em không chia sẻ, thì năm nay em sẽ làm một cái video ủ nhiệt để cho anh em là chưa biết, để em chia sẻ cách ủ nhiệt có thể là tiết kiệm được một nửa tiền điện hoặc có thể là không mất tiền điện tí nào. Đấy, có thể đây là với điều kiện là nếu như mà thời tiết là rét nhưng mà lại có nắng hanh, đấy là gần như là không mất tiền điện một tí nào. Còn mất một nửa tiền điện thì em sẽ đến đấy, em sẽ làm video để chia sẻ cho các bác gọi là cách ủ nhiệt giảm thiểu cái vấn đề là đỡ tốn tiền điện đi. Đấy, thì video ngày hôm nay thì em cũng chia sẻ cho anh em một số là vấn đề là chúng ta không nên vặt lá dồn dập hết trong một ngày. Với những cái nhà vườn ở trong Bình Định hoặc là những nhà vườn ở trong miền Nam thời tiết ổn định thì người ta xuống lá hàng loạt,
người ta căn được cái nụ thiên lở theo vườn hàng mấy nghìn cây, một vạn cây, thì chúng ta người ta phải vặt hàng loạt, đồng loạt như thế, giải rác. Chẳng hạn như một ngày người ta làm khoảng mấy trăm hoặc mấy nghìn cây, người ta thuê nhân công. Còn anh em thì có một vài cây hoặc là 5, 6 cây, 10 cây gì đó, anh em vặt cái quãng cho em. Đấy. Thì cái vấn đề đấy là thì thật ra ở tự nhiên nó còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố thời tiết và cái cách chăm sóc của các anh em nữa. Chỉ có anh em mới biết được cái thể trạng, thực trạng của cái cây anh em phát triển ra sao. Thì anh em mới quyết định được cái ngày vặt lá. Thì anh em nói đến đây thì anh em đã phân tích rõ trong cái nội dung trong video ngày hôm nay rồi. Anh em không nên vặt toàn bộ cây trong một ngày. Anh em quan sát nụ, nhìn nụ. Nụ bé chúng ta vặt trước, hoặc nụ cây cúc chúng ta vặt trước, hoặc là nhận định cái cây của anh em ấy năm ngoái nở chậm thì chúng ta vặt trước. Còn những cây nào nó mau nở, nhanh nở mà thuần thì chúng ta vặt sau. Theo cái giai đoạn của em chia sẻ đấy là từ ngày mùng 1 tháng 1 âm lịch đến tận kết thúc có thể là ngày 15 đến 20 tùy theo cái dự báo thời tiết có thể thay đổi cái lịch, thì anh em đến tầm đấy thì em sẽ chia sẻ và xuống lá và thực tế thực hành cho anh em được chi tiết, được biết. Và hàng ngày em sẽ cập nhật cái thời tiết và đến làm video để chia sẻ cho các bác và anh em mới tập chơi hoặc là anh em chưa biết gì về vấn đề cây mai này, thì anh em có thể là áp dụng và làm theo. Rồi, video đến đây là kết thúc. Thì xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã đồng hành. Còn những anh em nào mà biết rồi thì anh em có thể bỏ qua. Còn những anh em nào mà có thể cái video nó dài mà anh em có thể xem khó chịu thì vui lòng anh em bỏ qua, không xem video. Thì cảm ơn tất cả các anh em đã xem video và ủng hộ kênh. Rồi, xin chào tất cả anh em. Hẹn anh em vào clip tiếp theo.